ai bảo tình yêu thời cấp 3 sẽ không bền, cặp đôi liền chứng minh bằng một đám cưới khiến ai xem cũng nể phục. Có lẽ trong mỗi chúng ta, khi đang còn ngồi ở trên ghế nhà trường thì đã không ít lần trải qua cảm giác yêu đương vài ba mối tình. Tuy nhiên thiên hạ vẫn thường hay truyền tai nhau rằng tình yêu ở tuổi học trò đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng không thể bền lâu, bởi đây là tuổi mà các bạn còn nhiều mơ mộng, cảm xúc chỉ mang tính bộc phát nhất thời. Thế nhưng mới đây trên TikTok, một cặp đôi đã chứng minh cho cả thiên hạ thấy rằng tình yêu thời cấp 3 vẫn có thể đi đến một cái kết mỹ mãn, làm ai xem cũng không khỏi nể phục, rung động vì chặng đường mà họ sát cánh bên nhau và rồi kết thúc bằng một lễ cưới linh đình. Được biết, đôi bạn trẻ quen nhau từ năm học lớp 10, cùng chung trường, chung lớp. Sau khi tỏ tình và chấp nhận làm người yêu của nhau, cặp đôi này đã đồng hành với nhau suốt 3 năm học cấp 3 và thêm 1 năm sau khi ra trường tự bươn chải kiếm tiền. Cuối cùng, sau 4 năm kể từ ngày làm quen, hai bạn đã đi đến một cái kết viên mãn, đã là lễ cưới với sự vui mừng của bà con hai bên cùng rất nhiều anh em bạn bè. Từ giảng đường đến lễ đường, ai bảo tình yêu tuổi học trò sẽ không bền thì hãy xem video của đôi bạn này để sáng mắt nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.